Xin chào toàn thể tất cả các anh em đã quay trở lại kênh YouTube Mơ Nội Xưa Và Nay. Trong thời gian vừa qua thì cũng không có thời gian để cập nhật thêm những Ok, clip trận mới PK giữa hai về nhân những sự vật kiện trong game Anderson dành và cho tất cả các anh Mika em đam Joker mê đến đây là kết thúc. về con game Thì MMO của hy chúng vọng ta. video Hôm này nay thì mình trở lại sẽ game gửi lại cho anh với em một một cái hoài video niệm cũng như PK những giữa cái góc Angel nhìn Ocean và về DK Joker. con game huyền Thì thoại của chúng video ta. PK này thì Và trong thời dạng gian tới video thì mình PK sẽ đấu cố trường gắng sẽ để bao đưa gồm ra những clip mới ba cái nhất, hiệp đấu khác hay nhau. nhất để dành cho anh Xin em mời tất xem cả kênh các anh em có thể tham khảo. cùng mình trải Còn bây nghiệm giờ thì cũng như xin tham chào khảo và hẹn gặp cái lại tất cả trình anh độ em ở những PK video cũng lần như là sau. cách đánh của những game thủ đang cầm nick top để anh em gợi nhớ lại cho mình những kỷ niệm, những hoài niệm về game. Xin mời anh em cùng tham khảo. Trong màn hình quan sát của chúng ta ngày hôm nay thì đây là Soul Angel Ocean. Trước đây trên kênh thì mình cũng đã có những cái video về Relight cũng như là giới thiệu lại tổng quan cái trang bị trên nhân vật này, những video mới đăng tải thôi. Hôm nay thì bạn cầm account này cùng bạn DK Joker sẽ solo một trận đấu trường, một trận PK đấu trường giữa hệ phái sâu và hệ phái DK để chúng ta cùng chiêm ngưỡng. Đó, hiện tại thì Angel Ocean đang đợi ở trong cái map DVS3. Và mọi người lưu ý nhé, anh em muốn gạ đấu trường thì cứ lên map DVS3 mới có hiệu lực. Còn anh em đứng ở Laurentia hình như là không gạ nhau được đâu. Gạ đấu trường bằng cách chúng ta ấn phím ALT trên bàn phím và ấn chuột phải vào nhân vật. Sau đó thì chỗ có cái phần đấu trường, chúng ta chỉ cần click vào cái lời mời vào trận đấu sẽ được gửi tới đối thủ của chúng ta. DK Joker đang hẹn nhân vật Angel Ocean chờ 2 phút. Đây rồi, DK Joker của chúng ta đã xuất hiện đây. Về cái tổng quan trang bị của nhân vật này thì mình cũng chưa có một cái clip review cụ thể. Mình sẽ gửi tới anh em cái trang bị thì về nhân vật này sau. Angel Ocean đã gửi lời mời thách đấu và hai bạn này đã bước vào cái đấu trường. Hiện tại thì sâu của chúng ta đã bỏ Mỹ Nhân Ngư xuống. Bỏ Mỹ Nhân Ngư và bạn đang cầm gậy Thánh Thần siêu socket để mình xem là bây giờ là chúng ta đang dùng hệ thống Ring Công hay Ring Thủ. Sâu thì chúng ta phải đánh tele tại vì cái nhược điểm của sâu nó ít máu. DK thì khoảng 1,5 triệu máu. Nếu mà mặc quyền năng như này thì khoảng 1,3 triệu. Hiện tại thì đã đeo rồng chiến để tăng công và hiện tại thì cặp ring đang đeo trên Angel Ocean đó là cặp hậu thư hộ vệ. Đều là đồ công hết. Mắc công luôn anh em ạ. Trên người đang đeo là 20 viên lửa, một rồng chiến, cả hai nhân vật đều chết. Đeo Mỹ Nhân Ngư để tăng thủ đây. Sâu của chúng ta có 268k máu thôi. Sẽ đánh không cẩn thận là sẽ bị ăn xiên luôn, là hỏng ngay. Đã phá giáp của Joker rồi. Lại tăng đeo đồng chiến hay tăng đam này để kết thúc đối thủ một cách nhanh nhất.
Ok, Joker bị Phản Đam chết. Joker chọc chết Angel Olsen nhưng mà lại bị Phản Đam thì phải. Tỷ số đang là 2-2 mọi người nhé. Rồi. Joker đã nằm. Cái lượng đam của Angel Olsen rất cao, rất to. Đó, anh em mà không kịp bút máu nhanh thì cũng sẽ hẹo ngay. 4-2 rồi. Rồi đã nhìn thấy Joker chạy vào góc kia. Đang gồng máu. Rod lại chết ngay, không hiểu lý do gì bạn không đeo sói. Có thể con sói đã chết. Rồi đã nhìn thấy Joker đang vành vành bên ngoài. Bắt đầu luôn. Đam thực sự là 20 viên lửa với rồng chiến thì anh em có thể thấy chỉ khoảng 2 rò thôi, một DK 1 triệu 5 máu cũng sẽ hẹo. Bắt bài là bắt bài, bắt đường chạy rồi. Rồi, đã nằm. Tỷ số là 6-3. Ok, rất là nhanh. 7-3. Tám bốn, cả hai nhân vật đều chết. Lần này anh em vào game trên Arena thì có vẻ như hai cái liên minh đối địch nhau là Legion MU và Lưu Star, không thấy có cái sự cạnh tranh mạnh ở trên Arena nữa, và thay vào đó là hai cái bang phái còn lại, đó là Cannabis và Thái Bình, rất là mạnh, đang đi nhặt từng mét đất một, gom từng mét đất một để tạo thành sổ đỏ cho cái liên minh của mình để anh em có chỗ đứng. Tỷ số là 9-5 rồi anh em ạ. Trận đấu này sẽ nghiêng về Enzo Ocean rồi. Rồi. Enzo Olsen đã thắng với tỷ số 10-5. Trở về DPS3 để gạ kèo thứ hai. Nói chung là những nhân vật tốt như này, đồ thì cũng đều là tốt rồi, đồ đều hàng ngon hết. Còn tùy do cái nhân cái anh em trình độ PK của từng người cầm. Như mình thì kể cả đưa cho một hai nhân vật này đưa mình cầm thì mình đều thua. Chứ anh em đừng có xem video mà nhận định rằng hệ phái này mạnh hơn hệ phái kia anh em nhé. Còn cả do cách lên đồ nữa. Mọi người có thể thấy là bạn đang cầm Enzo Ocean này, khi mà cảm thấy đam bé không kết thúc được Joker thì bạn sẽ nên đồng chiến ngay. Và có một cái điểm mà có một cái đặc điểm mà anh em có thể nhìn thấy, đó là cái cách lên đồ của DK thì đang là chưa lên cái đồ phản đam. Bạn đang mặc quyền năng. Nếu mà anh em chơi socket thì sâu nó khá vất vả đấy. Thực ra là cái video này thì có một trận PK trước rồi. Tuy nhiên thì trận đó thì Joker mặc đồ phản đam. Vì thế nên là mình sẽ để cái trận PK đấy mình sẽ cắt lại về cuối video để mọi người có thể thấy cái sự khác biệt. Khi mà mặc đồ full thì không có phản đam thì rất là thiệt. Trận thứ ba thì DK Joker sẽ hóa thành một chiến binh ôm bom.
Tỷ số là 5-1 rồi. Cái cách đánh của DK thì đơn giản thôi anh em ạ. Về cái ưu đãi đầu tiên đó là cái lượng máu nhiều và là một con tanh, cho nên anh em chỉ có áp sát và chọc thôi, không phải tìm điểm đứng cũng như là góc đứng gì cả, cứ áp sát đối thủ và chọc thôi. Ở trên server thì với Vui Cannabis, nhân vật Vơ Sạc đã chuyển về hệ phái DK. Đó, anh em có thể thấy là tỷ số nó 5-3 rồi. Cái lượng máu của sâu thực sự rất là ít, 268k. Rồi, lại đeo mỹ nhân ngư lên để tăng thủ. Tăng thủ thì có sẽ đồng nghĩa với việc là giảm công. Video này mình xem thì có thấy có những cái đoạn video nó sắp xếp nó chưa trình tự cho lắm, vì thế mình sẽ sắp xếp lại thành một cái video bài bản hơn để anh em theo dõi. Còn về phần PK thì các những nhân vật của chúng ta nằm xuống đất thì mình sẽ không cắt đoạn nào cả. Chúng ta đang quan sát máy của Angel Ocean. Trước mình có đăng tải trên cái bản tin cộng đồng ở trên YouTube, dịch giã nó đang rất là căng thẳng, vì thế là anh em hạn chế tiếp xúc cũng như ra ngoài đường, hãy vào game không ảnh hưởng đến gia đình. Thì có một anh em comment một câu rất là hay, và anh em comment ra ngoài đường thì dính vào dịch là chết, nhưng mà trong game thì anh em chết thoải mái, chết lại hồi sinh, rất là hài hước nhưng mà cũng là sự thật. Anh em vào trong game có thể chết thoải mái, chết lại hồi sinh, còn ra đường mà anh em dính dịch bệnh là rất là nguy hiểm. Diễn biến ở trong game tỷ số đang là 8-6 rồi. Còn cái diễn biến dịch bệnh Covid ngoài đời thì cũng rất là căng thẳng, chúng ta còn chưa biết được là cái Tết này có thực sự là một cái Tết đoàn viên hay không, hay là mỗi anh em đều phải ăn Tết tại cái vị trí mình đang sinh sống và làm việc. Và theo cái thông tin mới nhất ngày hôm qua thì admin đã cập nhật trên diễn đàn cái thông tin về cái lô đồ đấu giá và cái đợt Tết âm này rồi. Anh em có thể vào cái diễn đàn để đọc, hoặc là ngày mai mình sẽ đăng tải lên cái kênh của chúng ta để anh em tiện theo dõi. Một ván nữa là Angel Ocean đã thắng cái sơ đấu thứ hai. Rồi, Angel Ocean đã chiến đấu sơ đấu thứ hai và hẹn gặp lại mọi người ở set đấu thứ ba với cái sự thay đổi hoàn toàn về đồ đạc của Joker. Rồi, quay trở lại với set đấu thứ ba. Theo quan sát của mình thì Joker vẫn đang mặc quyền năng. Cả hai đều bị phản đam chết rồi. Tỷ số là 1-1. À, bạn ấy đeo khiên vinh quang của BK rồi. Khiên vinh quang này sẽ có cái phản hồi sức sát thương. Đó, mới có một cái khiên vinh quang mà anh em có thể thấy là Angel Ocean đã bị phản đam chết với cái số lượng máu 346.000. Thì không biết là nếu mà nhân vật này mà mặc nguyên cây K5 thì tốc độ phản đam nó sẽ khủng khiếp như nào. Chắc là độc có đam vào rồi ngã ra chết thôi.
Hiện tại thì Enzo Olsen đã lên cặp ring thủ rồi. Ring thủ 4 nước phòng thủ khiên. Ring thủ khi mà chúng ta đeo lên thì sẽ có cái dòng tăng máu. Vì thế là cái lượng máu hiện tại là 346.000. Rồi lại bị Joker đâm chết. Anh em có thể thấy là mới một cái khiên vinh quang mà cái cục diện cuộc chơi nó thay đổi hẳn rồi đấy. Đó, lại bị phản đam chết. Rồi, lại đeo đồng chiến lên. Đeo đồng chiến nên mình nghĩ là cái phương án này không ổn, tại vì là cái lượng đam đã rất là to rồi, đeo đồng chiến đó mình nhìn thấy ngay. Cái lượng đam rất là to rồi, khi bạn đeo đồng chiến nên đam còn to thêm nữa. Mà đối với khoảng DK khoảng 1 triệu 5 máu thì 1 triệu 3 đi. Thì cái lượng đam này thì chỉ có hai đỏ là Enzo Olsen sẽ tự nan ra chết thôi. Joker chưa cần làm gì cả. Chỉ cần ấn Q. Rồi, thắng được một ván rồi. Rất là hay. Tỷ số là 5-3 nghiêng với Joker. Đang bình phẩm với anh em dở về cái lô đồ đấu giá năm 2021 vào dịp Tết âm. Năm nay thì theo cái thông tin của admin ấy mà đang được trưng cầu ý kiến của anh em có thể sửa đổi. Nói chung là chưa phải phương án cuối cùng. Thì mình thấy là những cái trang bị như là siêu sốc két về cái đồ thánh thần và hắc thần thì năm nay không có rồi. Chúc mừng những anh em đang sở hữu món đồ này. Dịp Tết âm lịch thì admin sẽ ưu đãi rất là nhiều, cả về đặt thẻ này, rồi đấu giá cũng như những cái event mà tăng kinh nghiệm khi mà anh em chơi trong những dịp Tết ấy. Rồi lại đeo cặp siêu socket 10 viên lửa lên, bao gồm hậu thư hộ vệ. Chết ngay được, anh em thể thấy đam to quá. 74 rồi. Enzo Olsen bỏ luôn cả gậy xuống để chơi này. Bỏ luôn cả gậy thánh thần siêu socket xuống để chơi này. Anh có một cách PK rất là nầy lội để khắc chế được DK với cái phòng thủ tỷ lệ phản hồi sát thương cộng 9%. Rất là ghê. Rồi, hẹo ngay được. Chưa kịp bút phát hẹo ngay. Rồi, đã thua. Ok, trận PK giữa hai nhân vật Enzo Olsen và DK Joker đến đây là kết thúc. Thì hy vọng là video này sẽ gửi lại cho anh em những cái hoài niệm cũng như những cái góc nhìn về con game huyền thoại của chúng ta. Và trong thời gian tới thì mình sẽ cố gắng để đưa ra những clip mới nhất, hay nhất để dành cho anh em xem kênh có thể tham khảo. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video lần sau.